Ok, đây là thành phố Buôn Ma Thuột nha mấy bạn. Lúc 9 giờ rưỡi sáng nha. Quá đẹp. Bây giờ anh em mình sẽ tiếp tục di chuyển nha mọi người. Ok. Giờ chắc đi kiếm quán cà phê, uống cà phê một cái. Rồi đi tiếp kiếm chỗ nào cà phê đẹp đẹp tí, có view tí cho nó chill chill, làm ly cà phê rồi đi cho biết cà phê Buôn Ma Thuột như thế nào đó mà anh em. Thấy bên tay trái này có quán cà phê cũng khá là đẹp nè, vô ngồi ngắm phố phường cũng được, để lên cao chạy lẹ quá. Thấy quán nắng quá, mà ở bên trong thì người ta ngồi hết rồi nha, không bên ngoài cũng nắng, không có chỗ ngồi ấy. Cho nên là thôi anh em quyết định đi tiếp nha mọi người, vòng ra đi tiếp luôn, quán này nắng quá. Nhìn vậy chứ ở ngoài nắng nóng lắm nha anh em. Tây Nguyên hả, ban ngày thì nó nắng nóng nó khô, cái ban đêm ban chiều chiều tối đêm mà thì nó lạnh, thì nó mát mát là lạnh. Xe máy xe hơn bắn tốc độ dữ lắm á.
chốt á thì hả kiểu như có một đường đi, hai đường đi à, đó chặn chốt hết là không có thoát được đâu anh em ơi. Đường này thì mình đi từ Đắk Lắk xuống Pleiku nha anh em, Pleiku Gia Lai á đó. Rồi từ Pleiku Gia Lai mình sẽ đi bọc xuống đường biển lại nha, xuống Kon Tum rồi xuống Quảng Ngãi. Đó thì coi sức tới đâu thì đi tiếp tới đó nha mọi người. Ban đầu thì cũng dự định là đi đường biển, nhưng mà mình thấy đi đường biển thì anh em đi đường biển đi chơi đường biển nhiều rồi mà cái Tây Nguyên, cái Đắk Lắk, Pleiku, Kon Tum rồi này vùng cao này, mình chưa có đi. Cho nên là sẵn cho nên đi luôn chơi cho biết. Không ngờ là rất là đẹp nha mọi người. Đẹp. Đường xá đẹp, thoải mái, rộng rãi, sạch, cây cối đồi núi đủ kiểu hết, rất là đẹp, chạy sướng lắm. Nhưng mà có điều là hơi nhiều công an thôi nha, đường rất là nhiều công an, mình đi chắc cũng mấy ngày, cũng mười mấy 20 chốt, hơn 20 chốt cũng có khi. Đây anh em, mình mới nói có nhiều công an các kiểu, mình mà đi lên trên là thấy có con chốt, đi ra là thấy con chú ra quắt lại em. Mà thôi theo quán tính là mình quay đầu lại luôn nha anh em, đổi cái áo khác vô, chồng cái áo khác vô, kiếm cái đường khác bọc vô nè. Đó tôi bọc vô đường này tưởng đâu là nó có đường ra, Google Maps nó chỉ, cuối cùng phải đi vòng ngược ra lại. Bây giờ phương án cuối cùng tôi chọn là đợi một chiếc xe xe tải, xe lớn á, đi ngang đi theo nó đó. Anh em là thấy nè, thằng Luân bị bắt lại nè, thấy không, Luân chó bị bắt lại anh em, 2 triệu nha anh em, bị tốc độ đó, nãy mới nói xong. Cái đoạn hồi nãy là mình với anh Luân nó bị lạc, mình chạy được khúc trên, nó khúc ở dưới, cái nó tưởng mình ở dưới, cái nó cũng đứng đợi mình thì đứng ở bên trên mình đợi nó, cái mình gọi nó mình nói, cái ảnh biết là mình ở bên trên á, cái ảnh chạy mà kiểu ảnh núp gió ảnh chạy á, cái vô tình nó bị cái camera nó quay lại, mà nó bắn tốc độ nó quay lại được camera ngay mấy ngã tư anh em, ở đường dưới Đắk Lắk á. Vô 2 triệu nóng luôn 2 triệu đó. Bị phạt xong thì thấy anh em cũng có vẻ hơi nản chí tí, chứ là chú Luân bị phạt xong cái là thấy hết dám cứng ga rồi chứ đường Tây Nguyên này đẹp lắm, chạy cứng ga được không rồi, cũng nhùng tay hết dám chạy rồi anh em ơi. Tới Đắk Lắk là tốn 2 chai rồi. Luân bữa nay khá là xui nha mọi người, tranh thủ thời gian nó đi làm kiếm lại thì mình ăn bánh bao chiên nha. Anh đi mà ảnh bị công an bắt rồi làm rớt cái mắt kiến nữa anh em, bị cận á, mà rớt mắt kiến hơi khoai nên là phải dừng lại ở sẽ di chuyển tới Kon Tum nha, thành phố Kon Tum. Ok, sẽ di chuyển xuống.
xuống quá ai luôn nha mọi anh em ơi. Đây là đường từ Kon Tum xuống Quảng Ngãi nha anh em, đường quốc lộ 24 á, đường đi Măng Đen đồ anh em. Đây có lẽ là cái con đường mà mình đi xưa giờ cảm thấy ghê nhất luôn á anh em. Mới có 7 giờ 8 giờ tối à, 6 7 giờ tối à, nó tối thui, đi đường chả có đèn đường, không có gì hết trơn, mà đường đèo nhỏ lắm, xấu lắm nha anh em, đường rất xấu, đang sửa đang làm lại cầu rồi tụi tụng lâm thà lai sâu lắm, đi chả thấy bóng người nào chơi, sợ lắm. Hai thằng đi cũng may là hai thằng, chứ một thằng chưa chắc dám đi. Tôi thui à, cứ đi liên tục vậy anh em, không có đèn không có chỗ nghỉ gì hết trơn. Hai thằng nói chung là đi từ sáng mà tới giờ này cũng hơi đuối nhưng mà quyết tâm luôn, đi luôn chứ sao giờ, không lẽ giờ quay đầu à? Về thành phố ấy lại, về thành phố Kon Tum lại, quyết định là xuống, đi xuống Quảng Ngãi luôn nha anh em. Thấy không, đi đường rất là xấu luôn thiệt, đường đất đá được không, tầm lum hết trơn. Mình đi là mình chỉ dựa vô cái phản quang trên đường để mình đi thôi nha, chứ thực sự để mà nói thì cái bóng đèn chợ sáng hàng fake này nó cũng không có ăn thua nha. Thì tình là chỉ dựa vô kia vạch kẻ đường á, với cái ấy đi thôi á, cái phản quang á, đi nó sẽ xấu lắm, đường xấu cực kỳ luôn, đi được một đoạn dài thì là xa luôn. Xong rồi mình quyết định là mình rẽ hướng khác, vẫn đi về thành phố Quảng Ngãi nhưng mà rẽ hướng khác, đi đường khác nó dài hơn mấy chục cây, không biết là nó có sạch có đẹp hơn không nha anh em. Nhưng mà cũng quyết định là tại vì con đường này quá xấu, đi gần quá, gần mình quá tốn sức lắm, cho nên là thôi đi con đường kia đi, thà nó biết đâu nó có hy vọng, nó lại mong manh, nó lại ấy hơn. Đi đường này thì nó vẫn là con đường này nó vẫn xấu, đi đường kia biết đâu nó đẹp hơn sao đó. Anh em thấy không, mình đang chuẩn bị lên cái cầu nè anh em nhìn trên cái map đó. Cái cầu này giống như hai bên đường nó không có rào chắn hay gì luôn anh em, mà mình đi buổi tối mình đâu có thấy đâu, mình ban luôn, chứ thật sự nếu như mà ban ngày cũng không có dám đi ban cỡ đó anh em, đi ghê chết mẹ. Sau khi đi Măng Đen thì anh em mình quyết định là rẽ trái xuống Tam Kỳ, Hội An luôn nha mọi người. Đó, biết là tại vì mình sợ Quảng Ngãi nó không phải là cái chỗ mà du lịch nhiều, mình sợ đi xuống dưới đó mà đêm nó không có chỗ nghỉ ngơi, anh em quyết định là xuống Hội An luôn, xuống Hội An rồi ngày mai có ngủ lại Hội An một đêm, mai chơi Hội An xong rồi đi tiếp. Đó, đường này vô Hội An Đà Nẵng này mọi người, đó bán hết bản gì nè, cái map ở Google, cái map ở Google tự nhiên cái nó đơ nha anh em, cái app của nó bị gì không có thấy được. Đó, đường cũng hơi bị đẹp. Thank you.
Cầu này bằng sắt nha mọi người. Lúc đầu mình quen chớn đang chạy nhanh đó. Chạy lên kia thấy nó trơn quá, hãm lại. Hơi bị sợ. Cầu được bắt ngang sông, sông bự lắm nha, sông lớn. Đó, đi qua cầu này. Rồi quẹo vô cái đường dân sinh. Đi qua bên phố cổ. Không biết quẹo bên nào luôn. Phải quay đầu lại nữa. Coi map một cái. Đây sau một hồi coi đường thì cũng mò được tới phố cổ. Phố cổ Hội An nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ tới đó mình đợi Luân. Tại nãy Luân đi trước rồi mình quay đầu lại, mình thấy không em mình quay đầu lại. Kia giờ cũng kiếm đường vô thành phố Hội An luôn, hẹn ở bên Hội An đó. Không biết là Hội An có gì chơi không ha. Hội An về đêm chán mà mọi người ơi, chả có gì hết trơn. Giờ đi kiếm chỗ nghỉ ngơi cũng không có nữa. Kiếm mấy cái homestay, kiếm trên mạng, trên booking đủ kiểu. Gọi điện ngày kia còn chả bắt máy. Nói chung là không như là tụi mình nghĩ. Cho nên là dự đoán là sẽ không có kiếm được cái chỗ ngủ cho tối này. Đó, đen không biết là có nên đi lên Đà Nẵng hay không. Đi lên Đà Nẵng thuê chỗ nghỉ trên đó. Chứ như là không có chỗ nghỉ mọi người ơi. Giờ đi kiếm homestay trong lúc đợi luôn thì đi một vòng em nhỏ bé này cho mọi người cũng xem nhé, phố cổ như thế nào, tối quá cũng chả thấy được cái gì hết trơn. Đi một vòng mà cũng quay về lại chỗ cũ, chỗ quảng trường đợi luôn nè mọi người ơi. Bây giờ chắc đi kiếm cái nhà nghỉ, kiếm được cái nhà nghỉ rồi luôn nó vô nó ngủ đó. Thực chất là lúc đó là kiếm được cái nhà nghỉ là cũng hơi bị khoai. Rất là ít nhà nghỉ xung quanh khu vực này nha mọi người. Đi ra quốc lộ bên kia kiếm thì được một cái nhà nghỉ. Nhưng mà vô thì mình thấy ghê quá. Luân thì nó vô cái phòng ở dưới nó ngủ mà mình. Ông chủ mình vô sau lúc đó cũng 2-3 giờ đêm mà vô sau mà ông chủ kêu lên cái
cái giống như cái sân thượng cái bên trên nhỉ. Giờ nghĩ lại còn ớn nữa mọi người, cũng ghê luôn. Cái mở cửa vô mà kiểu như kinh lắm, cái toilet thì nó không có cửa, nói chung là chỉ xây một cái bờ tường lên thôi. Rèm cửa thì sụt ra rồi, mối mọt dẻn đủ kiểu, nói chung là nhìn dơ bẩn lắm, nhìn không có cố gắng ráng ngủ cũng không có được nữa, cũng hơi bị nản. Xuống kêu Hoàng Luân thì chắc giờ này nó ngủ, mình cũng thấy nó mệt quá cũng không có muốn kêu nữa, cho nên là thôi mình quyết định là cho Hoàng Luân nó ngủ lại ở cái nhà nghỉ đó, mình tự đi xe lên Đà Nẵng đó. Lúc đi lên Đà Nẵng này thì xe mình cũng sắp hết xăng rồi, tưởng đâu không lên nổi, nhưng mà đây là Cầu Rồng Đà Nẵng nè mấy bạn. Lên đây cũng tờ mờ sáng rồi, cũng không có thuê được phòng để mà ngủ nữa, quyết định là thôi đi lên tới Huế luôn, đi tới Huế luôn nha mọi người. Trước khi ấy ra biển Đà Nẵng, coi biển Đà Nẵng cái đã. Nói chung thì đi từ sáng hôm qua tới sáng hôm nay cũng khá là phê rồi nha anh em. Đây, tiếp tục di chuyển. Đây là cầu Sông Hàn nè, xa xa là cầu Rồng á đó. Giờ kiếm chỗ ngủ trước, tới đèo Hải Vân đi, kiếm chỗ ngủ, đợi Luân ngủ dậy chạy lên đó cùng đổ đèo. Ồ, đây thuê cái phòng mới, ngủ ngay chân đèo Hải Vân luôn. Tính đổ đèo Hải Vân luôn rồi, nhưng mà thôi, nghỉ ngơi dưỡng sức đợi Luân lên. Ok, bye bye.